xuất hiện dịch bệnh bí ẩn. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 22 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ đang đề nghị Bắc Kinh cung cấp thêm thông tin về đợt bùng phát bệnh viêm phổi bí ẩn ở miền Bắc Trung Quốc. Trung Quốc đang trải qua một đợt gia tăng các ca ốm với triệu chứng giống như cúm, cùng thời gian bùng phát dịch COVID-19 trong 3 năm trước đây. Chính sách Zero COVID đã được dỡ bỏ từ tháng 12 năm 2022. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo đầu tháng này rằng đang có tình trạng gia tăng bệnh hô hấp. Nguyên nhân có thể do dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát COVID và nhiều bệnh khác đang lây lan, bao gồm cúm mùa và viêm phổi mycoplasma và virus hợp bào hô hấp. Đầu tuần này, ProMed, một cộng đồng y tế trực tuyến từng đặt câu hỏi về căn bệnh lạ ở Vũ Hán hồi cuối năm 2019, nhấn mạnh rằng ngày càng xuất hiện nhiều báo cáo về các chùm ca mắc viêm phổi ở trẻ em sinh sống tại miền Bắc Trung Quốc. FTV News, một kênh tin tức của Đài Loan Trung Quốc, đưa tin về tình trạng các bệnh viện nhi ở Bắc Kinh, Liêu Ninh và các tỉnh thành khác thuộc miền Bắc đang bị quá tải vì nhiều trẻ ốm. ProMed nói rằng cần có những thông tin chắc chắn hơn về tình hình dịch bệnh hiện nay. Theo WHO, chưa biết đợt bùng phát ở miền Bắc Trung Quốc hiện nay và sự gia tăng tổng thể các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp mà chính quyền Trung Quốc báo cáo trước đây có liên quan đến nhau hay không. WHO yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình hình. Tiến sĩ Krutika Puppali, người tham gia chương trình khẩn cấp của WHO cho biết, nhiều quốc gia đã bùng phát bệnh hô hấp sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa. WHO kêu gọi người dân ở Trung Quốc thực hiện các bước để giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, như tiêm chủng, duy trì khoảng cách với người khác, đeo khẩu trang khi cần thiết và ở nhà khi bị bệnh.